Dưới chát nữa đi. Thế chân vào không? Thôi từ từ. Thôi. Chào 22.000 khán giả của kênh 78. Hôm nay trời mưa. Anh em lại đang tiếp tục lên chiều. Bộ môn đam mê lên. Chạy. Chạy. Chết mẹ nhu cột điện rồi. Nhu cột điện lên. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. Nặng quá lên. Chạy đây. Nó nặng quá. Chạy lui 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 ăn con đồ con đèn mình chạy đây. Rồi rồi, qua rồi. Ông làm xem đâu, ông xem cứu, ông xem, ông xem, ông xem cứu 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 cứu. Nhanh. Đó, rất căng các cụ ạ. Trời mưa nó hơi nặng chiều cho nên nó bị còn hơi đảo. Căng lắm. Đang tiếp tục ráp con này nha. Bốn mét rưỡi. Nhanh lên trên, con đứng đây ngó gì? Hết gió đi. Úi trời, gió. Căng lắm. Úi trời là chảo, úi trời nó chạy. Úi trời. Úi trời nó căng. Úi nó vo tròn luôn. Nó đang vo này, nó chạy. Ấy, nó đang vo này. Úi trời, líp luôn. Líp hết gốc rồi. Mấy con cái líp. Xuống đi, xuống tí nữa đi. Vô trong bên luôn này. Căng lắm các bạn ạ. Siêu căng luôn nha. Căng. Này gió rất đẹp. Mới mưa xong. Hiện tại đang có 3 con trên trời nha. Rồi bắt đầu mình quay về bên hướng này, mình đang review 2 con diều này chuẩn bị bay nha các cụ nha. Rồi đang mở sáo đây. Chuẩn bị. Cho đây. Gió đẹp lắm. Mưa lắm các cụ ạ. Đang mưa. Mưa kinh khủng luôn. Đam mê. Mưa. Căng lắm. 2 người giờ diều 4. Căng quá.
quá nó bị dơ xong rồi nó đéo vào này nhá. Đang ra tiếp tục. Mưa. Trời mưa thì mặc trời mưa. Mà nếu trời mưa quá mà ta đi thả diều gặp mưa ta mặc áo mưa, thế là xong. Đơn giản. Đảo ngũ mà đi. Tư. Quấn đầu một cánh vào. Đi nha. Đúng rồi, đứa nào về, đứa nào phụ chạy cho thằng Tấn đi, Tấn nó chạy không nổi đâu. Rồi, vừa rồi về lớp ngày 3 cuốn tử quá, sao mà không nổi. Đi xuống cái cầu điện dưới kia. Chồng dây này kia đi. Chạy hai nhịp nhá. Gió này rất căng các cụ ạ. Gió này gió ở trên nó căng lắm. Hơi bị nó lật hướng gió cho nên phải chạy hai nhịp. Vì nếu mà mình chạy hơi xéo bên này á thì nó là đúng hướng gió này, nó đúng một nhịp thôi, mà mình chạy cái hướng này con diều sẽ bạt qua bên này này. Nó bắt được gió. Cho nên là nó hơi bị mất nhịp. Cái nhịp đầu nó hơi bị mất nhịp, cho nên là anh em cố gắng đi tới cái chòi đó. Chuẩn bị cho nó bay tạt qua bên hướng này nè. Đó, diều nó hơi bị tạt qua hướng này. Nếu mà đúng ra mình chạy ở hướng này một cái là lên luôn. Không cần hai nhịp. Gió hôm nay rất đẹp. Và với lý do là không có đường chạy, ở đây thì không có đường chạy, cho nên mình phải chạy trên đường này. Thì nó hơi bị, cái nhịp đầu nó hơi bị mất nhịp. Nhịp đầu đây. Nhịp thứ hai thì đứng cuối đó thì chạy thẳng luôn nha. Rồi, đang công đoạn chỉnh dây leo. Đồng chí Minh đang chuẩn bị chỉnh dây leo, bắt đầu là chuẩn bị lên nhịp mà lên diều. Lên! Bung đi! Rồi, lên! Hạ âm. Vướng dây các cụ ạ. Đang xả dây đây. Bốn con trên bầu trời. Ba người mà đang cố gắng cột đi diều, đang gió trên rất đẹp luôn. Bốn con rồi nha. Bốn con với một con nhỏ cái là năm. Bốn con. Ôi, cột xong rồi đây. Tụt gió. Đang tụt gió rồi. Đang xuống rồi. Mất gió rồi. Vào. Vô. Rồi xuống, quá đẹp. Mất gió.
chắn an toàn. Khói, đồng quê. Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hai mũi ngây. Quê hương là con chiều nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là con diều biết, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò bên đền bên nước bên sông. Quê hương là. Rồi các bạn thấy hay cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.